Mến chào tất cả các bác nhá. Hôm nay anh em vừa nghe một đoạn đúng không ạ? Em đang giới thiệu một cái con micro đây. Sẽ có gì? Tự ngắt. Đó, tự tắt đây. Tiết kiệm pin và giảm hú rít anh em nhá. Có cảm biến gia tốc luôn. Đó, đây là một con mic giá rất là bình dân, rẻ tiền nhưng mà cái chất lượng của nó cực kỳ tốt anh em nhá. Giá bình dân, lưu ý với anh em là giá bình dân. Con này đã giới thiệu với anh em qua một vài cái video rồi, đã hát thử rồi. Đó, đó là con đây, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp đúng không ạ? Đây là giấy hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên nhá, có pin sạc. À, xin lỗi tất cả anh em, pin. Pin thử thôi anh em nhá. Pin thử thôi. Cái pin này thì nó dùng một lần xong vứt anh em nhá. Đó. Và tiếp theo là anten. Hai cái anten nó ở ngay cạnh này anh em nhá. Anh em nhiều anh em thì cứ tìm xong rồi không biết nó ở đâu thì nó ngay cạnh này thôi. Phụ kiện của nó cũng rất là đơn giản. Nó có một cái dây 6 ly. Đó, chống lăn. Và một sạc anh em nhá. Adapter sạc chạy 220V. Đó. Rồi ok. Đơn giản, mic nào cũng có như này anh em nhá. Hầu như những mic trên thị trường là đều có. Và điều quan trọng nhất đây là phần tay mic của nó anh em nhá. Đó. Lợi cao tích. Và đây là bộ mic của chúng ta. Bộ mic này khá là đẹp anh em nhá. Đấy, cho anh em nhìn luôn. Bộ mic này nhìn đẹp như này thôi nhưng giá nó rất bình dân. Tay nó rất là đầm anh em nhá. Đầm chắc. Và cái lớp sơn này của nó khá là đẹp. Sơn này là sơn tĩnh điện anh em nhá. Đó. À, chạy sóng là 600 MHz. Ok. Con này thì sóng rất tốt anh em nhá. Sóng vào tầm khoảng độ là 70-80 mét. À, anh em có thể nhìn thấy chưa? Rất là đẹp đúng không ạ? À, cực kỳ đẹp luôn. À, anh em có thể nhìn kỹ chưa? Nó là nhôm anh em nhá. À, đây. Đây mic rất là đẹp. Nói chung là anh em chơi cái bộ mic này thì khỏi phải bàn luôn anh em nhá. Khỏi phải bàn luôn. À, anh em nhìn cái gen của nó rất là chuẩn luôn. À, ok chưa ạ? À, đây là phần tay mic. Nó sẽ có hai tay mic anh em nhé. À, và đây là đầu thu. À, đầu thu này thì nó cũng như những cái đầu thu khác thôi. Nó không có gì cả. À, ok cho anh em. Cũng có là đây là sẽ phần nguồn này. Anten A, anten B. Đó, và output A, output B cho phần Canon. Và phần mic out là phần 6 ly anh em nhé. Ok chưa? Đó. Ok anh em. Và đây là cái mặt của nó. Mặt rất là đẹp anh em nhé. Mặt được CNC phay nhôm. Rất là đẹp. Và logo này cũng được CNC anh em nhé. BS700. Đó. Dòng này thì là một dòng bình dân. Và cái mặt của nó khá là đẹp anh em nhé. Cái này thì nó là một tấm linon. Thì sau mình dùng thì sau mình có thể bóc ra được. Đó, con này thì có đầy đủ anh em nhé. Cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt và dò sóng sạch luôn. Đấy, con mic này nói chung là chơi thì anh em khỏi phải nghĩ luôn anh em nhé. Và giá nó rất là êm ái cho anh em. Giá hiện tại của bên em đưa ra là 2.200.000 đồng. Là gồm phí ship anh em nhé. Nói chung là chơi với bộ mic này thì anh em yên tâm về cái chất lượng và cái chất âm của nó. Và bây giờ em sẽ thử chất âm luôn cho anh em cùng nghe cái chất âm anh em nhá. Đó. Với cái chất âm con này thì đây em sẽ thử luôn. Em đang ghép một bộ mic vào đây rồi. Đấy, và khi bật lên thì anh em có thể nhìn thấy nó rất là đẹp đúng không ạ? Nó rất là đẹp. Pin thì nó cũng như bình thường thôi. Đấy, anh em lắp pin vào thì đây thì cũng cho cái đít pin này vào trước anh em nhé. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, bật lên. Con này lưu ý với anh em là có cảm biến gia tốc anh em nhé. Đó, cảm biến gia tốc. Đấy, anh em nhìn là nó có cái đó, nó có cái mặt trăng ở đây. Khi nó rơi là nó có cái mặt trăng ở đây này. Đó, đấy, có cái mặt trăng này. Anh em nhìn nhanh anh em sẽ nhìn thấy. Đấy, và cảm biến tự ngắt anh em để đây tầm khoảng độ
3 đến 5 giây là nó sẽ có tự ngắt cho anh em nhé. Đấy, anh em có thể nhìn vào đây. Đây là cái chế độ tự ngắt của nó anh em nhé. Đó. Đây. Đó, bật lên thì nó sẽ mất cái vầng trăng đi. Đấy, bây giờ nó sẽ có cái vầng trăng thì là nó có tự ngắt anh em nhé. Cầm lên đấy, nó sáng thì là nó sẽ ok. Và sẽ thử cái chất chất âm của nó anh em nhé. Ok, 6, Ê, 1, 2. Đây là em đang ghép với một con vang, đó là con vang LX6, cũng có LX cao tích, và một cục đẩy LX cao tích 8004 anh em nhé. Thì anh em nghe, đây là tiếng thô, chưa qua chỉnh sửa, thì anh em thể nghe thấy cái tiếng rất là hay đúng không ạ? Cái tiếng nó rất là êm luôn, anh em nghe chưa? Nó rất là thật, đó. Cái chất mic nó rất là ok, và đang sử dụng đôi loa V12. Ok cho anh em thấy. Một cấu hình nó rất là đơn giản nhưng mà cái chất mic của nó khá là thật anh em nhé. Tiếng trầm nó rất là rõ nét và em sẽ đẩy một chút effect lên để anh em nghe cái tiếng 1 2 5 6. Anh em thấy chưa? Đây là em đang pha một chút echo và một chút reverb. Anh em nghe thấy cái chất âm nó cực kỳ là rõ nét đúng không? 6 7 8 9. Anh em thể thấy với cái bộ mic này thì đầu tiên là cái chất âm nó rất là chân thật, cái thứ hai là nó rất là rõ anh em nhé. Khi mà anh em nói cái tiếng trầm của nó cũng rất là rõ ràng. Thì với nhiều cái mic thì tiếng nó mỏng, hát nó hơi bị mềm, nhưng mà với cái mic này tiếng nó dày thì anh em thể thấy là hát nó rất là thoải mái. Cái cầm cái tay mic lên nó đã rất là nặng rồi, nó rất là chắc tay rồi, nó sơn tĩnh điện rất là đẹp. Anh em thể nhìn qua cái bộ mic này là một trong những cái bộ mic mà với cái giá tiền bình dân thôi nhưng cái chất lượng của nó rất là tốt. Sóng thì khỏi phải bàn rồi anh em nhé, khỏi phải bàn, rơi tầm độ 70m 80m là ok, thoải mái luôn cho anh em. Và chỉ cần dùng một chiếc văng cơ thôi mà anh em đã đưa ra được cái chất âm rất là hay. 1 1 1 2 5 6. Anh thấy anh em thấy không? Khi mà em pha cái echo vào ấy thì anh em thể nghe thấy cái tiếng nó rất là dẻo anh em nhé. Thế này thì hầu như là ai cũng có thể hát được. Đó. Và nó rất là bắt mic, nó sẽ bắt mic hơn em nhé. Anh em thấy thấy chưa? Để mic cái xa thế này là vẫn cứ bắt. Ok chưa? Xong. Đấy thì với cái con mi này giá hiện tại chỉ là 2,2 triệu thôi anh em nhé. 2,2 triệu thôi. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh em là cách dò tần số như thế nào anh em nhé. Rất là đơn giản. Ok. Thì với cái bộ mic này thì ví dụ là anh em sẽ để lệch đi. Khi để lệch thì anh em thể nhìn thấy nó không còn sóng đúng không ạ? Nó không còn sóng nữa. Đấy, nó không còn sóng thì anh em khi ấy thì anh em chú ý nhé. Cái tay mic này nó không tần số sóng, nó không trùng nhau thì nó sẽ không bắt được sóng. Và mình nhìn thấy chữ IR ở đây đúng không ạ? Và mình nhìn đây là cái mặt của cái mic thì mình sẽ dí vào. Đấy, dí song song anh em nhé, dí song song vào đây. Xong mình ấn nút set đây, ấn nút set nhé, dí song song vào. Ấn nút set. Đó, khi ấn nút set thì anh em có thể nhìn thấy chưa? Cột sóng chưa? Lên thấy cột sóng. Và đây, alo, 6, ê, 6, 7, 8, 9. Anh em thấy chưa? 1, 2, thấy cột sóng đúng không? Rất là đơn giản đúng không? Đó, thì lại nhé, anh em để lại tần số đi. Đó, để lệch tần số thì nó sẽ không có sóng ở đây đúng không ạ, nó không có sóng. Và trong khi không có sóng như này thì anh em nói rồi, cho cái màn hình này vào cái chữ IR anh em nhé, nó phải nhìn thấy nhau anh em nhé. Xong rồi ấn nút set tầm 3 đến 5 giây đấy là nó sẽ nhận được cái tần số sóng. Khi nhận được tần số sóng thì anh em có thể là sóng bền đấy, bắt mic luôn đúng không ạ, rất là đơn giản. Đó, thì đây là một cái cách mà anh em có thể là dò tần số anh em nhé. Đấy, dò tần số rất là đơn giản luôn. Thì chỉ cần là mình cho cái mặt này vào trên cái chữ IR thì anh em có thể dò được. Rất đơn giản luôn. Đó, thế này thôi, thế này là xong rồi. 6, 7, 8, 9, 6. Rất đơn giản luôn, dò lại tần số khi mà bị lệch. Khi mà bị lệch, đây là lại bị mất này. Đấy, tiếp tục này, IR này. Đó. Nhận luôn, anh em thấy chưa? Chỉ cần ví dụ có ấn
nó bị lệch tần số đi. Anh em chỉ cần ấn nút set và giữ cái màn hình này vào chữ I giờ là nó sẽ dò được lại anh em nhé. Còn đây là tăng giảm tiếng mic của mình anh em nhé, rất là đơn giản. Đấy, có nút volume đây, cực kỳ đơn giản cho anh em. Thì với cái bộ mic này thì sử dụng nó khá là đơn giản, dễ dùng và tiếng hay, chân thật, sóng tốt. Thì với giá chỉ 2.2 triệu thôi, thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em một clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em. Anh em cùng đeo tai nghe nhá, cái trải nghiệm chất âm của bộ mic này. Có tiếng nào đẹp hơn thay đổi ta ban đầu? Có đơn đau nào bằng em hay mình xa nhau? Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu? Có đắng cay nào bằng em vội vàng quá mau? Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn.